con lộn hoài vậy đó, một thịt lộn một lộn mà. Kêu kêu lấy cho chị cái hai cái phím tóc đi em. Chị nặng sợ tóc giả lắm á. Nghe cái giọng nó nói chuyện mà làm như nó có cái hột gì. Thì con bị được mà. Con bị hai cái hột ở trong dây thanh quản á, ăn quay phim này xong con phải mổ nè. Con mổ là con phải nghỉ một tháng không nói chuyện được. Giờ con nói cho nó đã, tranh đủ con nói không? Mà con khổ một cái con live stream mấy ngàn online, mà giờ con tâm rồi con biết nói sao luôn á. Chơi giấu. Ví dụ như 240 ngàn, ví dụ như 220, đích cao, ví dụ như giảm giá là 20 cục. Chào mọi người, hiện giờ thì Trâm đang có mặt tại đoàn phim Về Nhà Ăn Tết. Và ngày hôm nay là ngày khai máy, mùng 4 tháng 1 sẽ là một ngày đặc biệt. Đây, chị Ba Tê là... Dạ đúng rồi, ngày đầu năm khai máy cho suôn sẻ nha. Phim này là Trâm chuẩn bị từ giữa năm 2020 mà tới mãi đầu năm 2021 mới thực hiện được. Là mọi người biết là cái quá trình chuẩn bị nó rất là gian lao. Kịch bản là đổi tới, đổi lui, đổi tới, đổi lui. Ngay cả cái tựa đề tên phim thôi mà cũng đổi tới, đổi lui. Cuối cùng là quyết định là Về Nhà Ăn Tết. Tại vì sao? Tại vì á, khi mà mình đi làm ăn xa thì cái điều mà về nhà là một cái điều mà ai cũng mong muốn hết. Cho nên trong quyết định là lấy cái tên này để cho có một cái động lực là mình làm phim xong là mình có thể về quê ăn Tết luôn. Hôm nay là Trâm đã đặt phim trước của Nguyễn Xuân Đồng là đặt một con heo quay sữa. Nhưng mà đợt này là để được bấm máy ngày hôm nay là trải qua rất là nhiều gian lao nên quyết định là đặt một con heo bự hơn, to hơn để cho hoành tráng hơn. Có mọi thứ là chị Thanh Ánh Thiện đã chuẩn bị trước đó rồi, Tâm chỉ việc đem heo lên thôi. Hôm nay là có anh Khương Dừa nữa, nhưng mà anh Khương Dừa nhà ở xa nên là anh Khương Dừa quay sau, cho nên là giờ này anh Khương Dừa chưa có lên. Một hồi nữa anh Khương Dừa lên đây. Dạ, một hồi nữa anh Khương Dừa sẽ lên để mà cúng máy với lại anh Ngọc Cổ. Đây là ekip của mình đây mọi người ơi. Trời ơi, rực rỡ luôn. Cả một vùng trời. Chị nào, chị áo trắng ơi, sao chị không bằng áo? Sao chị không bằng áo vô? Người làng chứ, dân làng đi làng. Chị bận đi, đồng hồ chị nhớ trả lại cho em nha. Bây giờ là... Dạ, sắp rồi anh, từ anh chờ vài cái nữa rồi, xong tôi rồi. Nó quay quá. Nó quay quá hả? Nó quay quá. Đây là anh Hada Đốt nè. Đây là anh cũng là cái người mà quay phim Vương Miện Xương Rồng. Đó là Vương Miện Xương Rồng đang được đề cử trong giải phim web drama xuất sắc nhất của giải Ngôi Sao Xanh. Thì mùng 6 tháng 1 là sẽ là có kết quả. Đó, thì cũng mùng 6 tháng 1 ekip mình đi chứ, anh đi luôn nè. Hey, hello mọi người. 6/1 hả? Còn mình là bé hả? Nam nha, luôn luôn xuất hiện chút chút ở trong những cái clip gọi là anh nhận ra cái gì vậy, chưa hết cười rồi chưa? Chưa. Không biết Khương Dừa có chịu nhận làm sư phụ hay không nữa. Bây giờ em nói nghe. Thôi bây giờ nhận hồi với Trâm làm sư phụ. Thôi đừng. Sư phụ Trâm. Em không có sức hút bằng anh ra. Em không có sức hút bằng anh Khương Dừa đâu. Bây giờ em chỉ cho anh nè. Thấy không? Bây giờ thấy chưa? Bây giờ rồi nhận Trâm làm sư phụ nó không chịu nữa. Để em nói nghe nè. Biết sao không, anh Khương Dừa là nhận người ta làm đệ tử. Anh vừa anh qua nó, anh Dừa bây giờ anh có nhận em làm đệ tử không? Không cần anh trả lời, em nhận anh làm sư phụ luôn. Ok được, không? Cũng có lý, có lý. Đúng rồi, anh làm tới như vậy là ổng cười là ổng dễ lắm. Dễ luôn. Nhưng mà quý vị nhớ đặt cái kênh bên nào Vlog nha. Nha, cảm ơn nhiều nha. Bình tĩnh. Chọn cái giờ tốt thấp nhang, bắt đầu là lửa đỏ rực lên. Đây là hai nhà tài trợ chính của phim nha quý vị. Hai nhà tài trợ chính của phim đây là cái gì công ty gì à, sao biển không, cái gì mà sản xuất nhập khẩu nữa nè, quên mất tiêu rồi, công ty gì anh, Sao Biển, nhưng mà cái gì mà sản xuất cổ phần xuất nhập khẩu Sao Biển, nghe cái tên là mình tưởng là một cái quán nhậu nhưng thật ra là về thép. À, nhà tài trợ chính nha quý vị, còn anh Lộc là tài trợ vàng lấy tên là bạc. Anh Lộc vai anh tên gì? Là... Lộc Đại Bàng, Lộc Xe Xẻ, Lộc Lâm Ly. Ủa, Dương Lâm Đức là phân đoạn đầu tiên. Chứ em có nên đi bấm tóc liền không ta? Em làm luôn đi, em trong thời gian chờ đợi, em làm đi. Má cấp rồi hả?
Có ai bấm tóc giùm em không? Kiều ơi, để chị cầm cho Trăng. Cao quá phải không? Dài quá phải không? Mọi người quá à. Thương, thương, thương má quá à. Thương chị Liêu Hòa Chanh quá à. Phải đi tới sớm. Mà nhiều quay cái thứ hai. Móc bao giờ ra được. Thôi tình á má, thôi tình á má. À, phim này rất là vui khi là mời được má Thanh Hằng với lại chị Liêu Hòa Chinh. Đặc biệt là chị Liêu Hòa Chinh trong bữa chụp poster là không có chị Liêu Hòa Chinh. Tại bữa đó chị Liêu Hòa Chinh đang ở một nơi biển vàng, cát xanh. À lộn, cát vàng, biển xanh. Xanh thôi, chị Chinh không bay về kịp. Đó, cho nên là hôm nay mình sẽ chụp hình chị Chinh lại sau. Con lộn hoài vậy đó, học thịt lộn một lộn mà. Kêu kêu lấy cho chị hai cái miếng tóc đi em. Kim nặng sợ tóc giả lắm á. Nghe cái giọng nó nói chuyện mà làm như nó có cái hột vậy. Thì con bị được mà. Con bị hai cái hột ở trong dây đăng quản á. Quay phim này xong con phải mổ nè. Con mổ là con phải nghỉ một tháng không nói chuyện được. Giờ con nói cho nó đã. Tranh đủ con nói không? Mà con khổ cái con livestream mấy ngàn online. Mà giờ con tâm rồi con biết nói sao luôn á. Ví dụ như 240 ngàn, ví dụ như 220, đích cao đích cao, ví dụ như giảm giá là 20 cục. Trời ơi khổ ghê, bán hàng kiểu này chết luôn á. Nhân mỹ vị sân đúng không? Đỏ, cái này có nứa có đau không á? Nứa. Hôm bữa con cũng vậy đó má. Con ở nhà con tập ta dán mí á, con dán sao ngồi con dán keo nhiều quá, ngồi mắt con có sưng húp luôn. Không hợp á. Tại vì tập dán giống như người ta dán mí, người ta dán giữa cái mí này nè, tao dán một ở trên tay luôn, hai dưới đây luôn. Cái nó không có ra mí nào á. Thầy dạy biểu bởi vì tới đây làm đó. Là con người nó vậy á. Cái làm cái gì nó cũng có chừng mức, nó có cái lòng tham á, thành ra đó mí dán không dán, dán trên mí nữa cho muốn bự hơn người ta. Mà má con dán lên cái mí ở trên đây nè, trời ơi, nó bự giống như mí heo vậy á. Xong rồi con thấy nó kỳ quá, sao hai con mắt của mình giống như đồng mới heo. Đi cắt mí á, cái xong rồi tháo ra dán lại, dán ở dưới đây, dán dưới đây thì nó lận kỳ lắm. Nó lận con này, con đực, con cái, con đậu, con bay. Cứ tháo ra dán hoài, dán tới dân lùi, cái tức quá hỏi. Gọi cho chị quá trang đó, chị chỉ em cách dán mí đi. Mày dán sao em kêu em dán trên mí, mày khùng quá, mày dán giữa cái mí trên và mí dưới giùm tao. Xong rồi lấy cái cây lận, chú cha con dán cho chắc nửa tiếng đồng hồ chưa được một cái mí nữa. Bởi vậy, mới xuất hiện được những bạn mất cúp đúng không mọi người? Rồi diễn viên mà không có mất cúp chết, không tự làm được. Tại vì mất cúp cũng phải còn một khiếu. Mà bộ phim này chúng ta nói về nhân vật Dương là chính là một nhân vật làm nghề make up. À. Giới thiệu nghề nghiệp xương xương. Có nhiều quý khán giả nói là sao ở Việt Nam mình make up là phải dùng tay. Nhưng thật ra là tại vì mọi người biết khi dùng tay là nó đều hơn. Trước khi make up người ta rửa tay sạch sẽ rồi. Đúng rồi. Make up bằng tay thì nó đều hơn mà nó thấm hơn. Cũng phải có này. Make up có rửa tay của Colorman luôn. Oh wow. Ừ đúng rồi, Colorman nè. Trời ơi. Kim tay hả? Mà con thấy rõ ràng là bất cứ một cái gì khi mà những cái món đồ, món hàng cái gì á, mà làm bằng máy thì nó không có giá trị bằng cái thủ công bằng tay đúng không? Dạ. Yeah. Làm thủ công thì lúc nào nó cũng cực hơn. Thiêu tay này cũng đẹp hơn là thiêu máy. Cái nhỏ là... Đó, tại vì hôm bữa trong cái clip của anh Cương có nhiều người nói sao ở Việt Nam mình mất cúp bằng tay thấy ghê. Không có ghê đâu, mọi người rửa tay sạch sẽ rồi. Làm bằng tay nè, cũng là đẹp hơn thiêu máy nè. Làm chân gà bằng tay cũng đẹp. Cũng ngon hơn chân. Đây giới thiệu món chân gà sợ tắt rồi má. Cỡ nào má cũng gà vô mới bán chân gà được trơn hết trời. Gà sợ tắt làm bằng tay, thủ công bằng tay. Ê, mày đưa cái máy bấm ra bà. Trời ơi, mất cúp bằng cái quần vỉa này sexy quá vậy. Mấy bấm bè hả? Ừ, cho bé Kiều cắm vô cho nó nóng đi. Cho nó tập bấm sẵn đi. Anh Cương tới rồi. Bye bye quý vị nha, mình ra mình nói anh Cương nha mọi người. Rồi bây giờ là cũng mấy rồi mọi người.
Chị Trinh ơi, chị cứ quay thoải mái vô nha. Hỏi, làm gì nữa? Gặp nữa chứ sao giờ. Có ai có hộp quẹt không? Cho chị mượn với anh hai có hộp quẹt không? Đổi. Chị trai, người ta chung dây cúc máy nè. Để anh em qua à? Không, chị Trinh lọt xuống ao, anh nhảy xuống cứu. Ôi, vậy là em với anh té ao đó. Dạ dạ dạ, thôi tới giờ cứu em nha. Mời anh Phương vô tập nha. Chăm vô giữa nè. Anh em ơi, chăm vô giữa. Kiều ơi, bé Kiều. Thương đứng kế bên. Chụp anh đó, chụp anh. Rồi, ba anh em ha. Rồi rồi, mời mọi người vô nha. Anh Trọng ơi, vô luôn anh Trọng. Anh Trọng đứng bên kia đi. Rồi. Trọng đứng bên kia đi. Nghe nha. Để được về quê ăn Tết thì phải trải qua rất là nhiều gian lao, và cho ông anh của mình là một người mà gọi là đụng đâu hơn đó, và kiểu giống như là hơi ăn hại một xíu, không lo làm, lo chơi không à, bị người ta dụ suốt ngày mê cá độ, đá gà này kia, xong rồi tránh nợ, gây ra nợ, và cuối cùng con em là cái người gắn, và cuối cùng là gần Tết rồi, là cũng là cái gần ngày giỗ của ba luôn. Thì mẹ tính ở quê là đang mong chờ hai anh em để về, mà cuối cùng là do ông anh ông gây ra một cái chuyện động trời, cho nên là dính vào một cái vụ án và giải quyết dạ. Để là mấy người cao giải quyết sáu tập. Ai cao rồi mình ngồi người lùng cứ ngồi cạnh em mà rồi anh ăn qua rồi đứng ơi đàn ông ngồi trước nè, rồi vô ngồi chụp hình em ơi. Đây, đứng đây. Biệt đội Lân Sư Rồng, chào quý vị khán giả. Hơi méo, đúng không? Lân Sư Rồng. Rồi. Đây. Vô, từ từ. Qua đây bớt nè mọi người ơi, hình như nó hơi méo rồi. Ủa, Hana đứng hay ngồi nha em? Dạ, em đang đứng đó anh à. Mình là về nhà ăn Tết mà, mình không đưa ra đó. Mình quên quá là héo. Cái gì vậy? Mình cứ ngồi xuống, Rồi mấy bạn lại về nào, Ra quay giùm em coi. Rồi, đồ lăng mình thẳng lưng nha. Mình phải lợi mặt luôn á. Rồi, ok, cho em chụp nha. 3, 2, 1, ok. Người em, giữ em vị trí. Người em đập về nhà ăn Tết nè.
rồi đúng rồi, bây giờ mình ngồi xuống nè, bắt đầu mình hát nè. Mọi người ơi, đây em xin một cái intro khoảng 30 giây. Tại vì cái intro này sẽ gắn lên tất cả các clip từ giờ cho tới khi nào chim phim chiếu luôn. Hai máy đi. Hai máy luôn đi, hai máy luôn đi. Hả? Rồi, tất cả chuẩn bị. Từ từ nha. Hiểu em lấy suột toàn, Tuấn lấy suột quay đi. Rồi, máy chạy. 2 3.